Hiểu lầm thứ tư đó là mình thấy rất nhiều các bạn là khi sau khi mua một sản phẩm thấy có vấn đề, đó là bạn của mình mua ở sân bay mấy năm trước đó, chai là như thế này, hôm qua mình mới mua một chai, sao bây giờ nó lại là như thế này đó. Mình thấy rất rất nhiều kiểu đã kiểu như thế, thắc mắc như thế, luôn luôn là mấy năm trước bạn của mình mua ở nước ngoài, bạn của mình mua ở sân bay, chai nó như thế này nhưng bây giờ tại sao nó như thế này. Thì mình xin thưa với các anh em rằng cái iPhone 1 năm thôi nó cũng đã khác rồi, người ta cũng phải thêm thắt một chút. Cái xe máy, xe Way đúng không ạ, cứ mỗi 1 năm nói thật là quảng cáo lại thêm thắt một chút. Tất cả mọi thứ về business sau 1 năm họ sẽ phải đổi mới, họ không bao giờ để một cái hình thái cũ, một cái dạng kiểu như là cái view ngoài cũ, để tránh gây nhàm chán cho người mua. Các bạn cứ hình dung bây giờ các bạn vào siêu thị, cả một năm các anh em vào siêu thị chẳng hạn, vào những khu trung tâm thương mại cùng một cái sản phẩm như thế, tháng 1 các anh em vào nó vẫn là như thế, đến tháng 9 các anh em vào vẫn là như thế, đến tháng 12 vào các anh em vào vẫn, nó cũng vẫn là như thế. Thì chúng ta sẽ có suy nghĩ như nào? Chúng ta sẽ có suy nghĩ là cái sản phẩm này nó thật là nhàm chán, nó không có một cái gì thay đổi cả. Một năm rồi lúc nào nhìn cái hộp nó chỉ có là như thế. Đấy là một cái điều tối kỵ của marketing. Họ sẽ phải luôn luôn đổi mới, có thể là thay đổi một chút dòng chữ, thay đổi một chút về hộp. Nước hoa cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều khi các anh em cứ nghĩ rằng nước hoa nó là như kiểu trường tồn, nó là vĩnh cửu thời gian, nó không được phép thay đổi. Thế nhưng họ làm nước hoa ra cũng là để moi tiền của chúng ta, là những khách hàng của chúng ta. Thì về marketing họ sẽ phải thay đổi cái design, cái kiểu, cái cách nhìn mới để làm sao mà luôn luôn thu hút khách hàng, làm sao để kiếm được thêm tiền từ những khách hàng. Và cái việc mà mấy năm trước bạn của bạn mua ở nước ngoài nó như thế này, và vài năm sau bạn mua một chai nó cùng là như thế nhưng nó khác, thì là cái chuyện hết sức bình thường. Chúng ta không nên hoảng hốt, chúng ta không nên sợ là mua phải hàng fake đó. Bởi vì như mình đã nói, các nhà nước hoa họ luôn luôn phải thay đổi. Đấy là cái hiểu lầm thứ tư. Hiểu lầm thứ năm đó là bạn mình sử dụng mùi hương này bám rất là lâu, tỏa rất là tốt. Tại sao bây giờ mình mua hàng của seller này và mình xịt lên thì lại thấy mùi không được, độ bám tỏa không được giống như chai của bạn mình? Liệu có phải mình mua phải chai fake hay không? Cái câu hỏi này thì mình nghĩ các anh em sinh hoạt trong hội nhóm không lạ gì những câu hỏi như này. Để trả lời cho câu hỏi này thì mình xin giải thích một chút thôi, bởi vì nó có rất rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Nhưng về cơ bản đó là về khi mà chúng ta xịt một mùi hương lên da của chúng ta thì nó phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố. Cái thứ nhất đó là tính chất da của chúng ta. Nếu mà da chúng ta khô mà chúng ta xịt một cái mùi hương citrus, nó bay mùi rất là nhanh. Da dầu thì rất là ok rồi, bám mùi rất là tốt. Và da bình thường thì là xịt bình thường. Thế nhưng ở đây chúng ta ví dụ nó phụ thuộc vào hormone cơ thể chúng ta, cái mùi hormone của chúng ta có thể là nó không hợp với cái chai nước hoa đó, hoặc là cái chế độ ăn của chúng ta ăn quá nhiều đồ tỏi, chúng ta ăn quá nhiều đồ gia vị thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến với những cái chai nước hoa floral, citrus, hoàn toàn mùi hương nó sẽ thay đổi khác nhau. Do đó, một chai nước hoa bám tỏa tốt trên da của một người bạn của bạn thì không có nghĩa rằng chai đó bạn mua về nó cũng sẽ tương tự như bạn của bạn. Đó, cái điều đấy mọi người cần phải nên xác định trước khi mua bất kỳ một sản phẩm nước hoa nào. Bởi vì bản chất nước hoa nó là một, nói chung nó cũng là hóa học, nó cần một cái môi trường để phản ứng, để bay mùi, để bốc hơi. Và cái môi trường đó là da của chúng ta. Mà các anh em đã biết rồi, da mỗi người khác nhau, cơ địa mỗi người một khác nhau. Cho nên sự khác nhau trên từng người xịt là cái chuyện hết sức bình thường. Chúng ta phải nên bình tĩnh nếu như mua một chai nước hoa giống như của bạn mình và bạn tỏa mùi không được như mong đợi. Đó, đấy là cái hiểu lầm thứ năm. Ok, và bây giờ là hiểu nhầm thứ sáu, đó là sau khi xịt nước hoa chúng ta có nên trà sát vùng xịt hay không. Mình thấy rất rất nhiều những ý kiến từ trước đến nay luôn luôn cho rằng là nếu như chúng ta trà sát cái vùng xịt nước hoa thì cái thứ nhất là chúng ta sẽ phá vỡ cấu trúc phân tử mùi và nó sẽ làm biến đổi mùi hương. Vậy đây là đúng hay là sai? Cái thứ nhất, giống như mình đã viết một bài ở trên page nước hoa bình luận của mình, mình nói rất là rõ ràng, chúng ta không thể nào phá vỡ được cấu trúc phân tử của mùi hương chỉ đơn giản bằng vài cái động tác này. Nếu mà như thế thì các nhà khoa học đã không phải quá là vất vả, quá phải lao đao trong cái việc nghiên cứu đó. Và cái thứ hai thì thực sự là trà sát mùi
liệu có làm biến đổi mùi hương, ảnh hưởng đến mùi hương hay không. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ, khi chúng ta xịt nước hoa, kể cả là trên người của chúng ta, tùy từng vị trí, mùi hương nó cũng đã ảnh hưởng, nó cũng đã có cái sự khác nhau về độ bám tỏa. Chúng ta xịt vào đây, hai bên má, cổ và sau gáy, luôn luôn là best, luôn luôn là những điểm lưu giữ mùi tốt nhất. Còn nếu như chúng ta xịt vào đây hoặc vào đây, đó thì tùy cơ địa từng người. Bởi vì mình cũng đã từng nói với các anh em chơi cùng hoa thì có những người bảo xịt vào những điểm này bay mùi rất là nhanh, thế nhưng cũng có những người bảo của mình thì lại ngược lại bám mùi rất là tốt. Hoặc một cái xịt mà mình vẫn gọi đùa là cơn mưa tình yêu, nó sẽ là như thế này. Và chúng ta bước vào để enjoy mùi hương, thì liệu các anh em có dám đảm bảo với mình cách xịt như thế nó sẽ lưu được tốt nhất mùi hương nước hoa hay không? Chắc chắn là không, bởi vì khi chúng ta xịt như thế thì chúng ta sẽ làm khuếch tán ra, nước hoa sẽ không tập trung vào một điểm mà nó sẽ làm khuếch tán hết cả da người, thì đổ lại mùi hương nó sẽ bám quanh chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là đều. Mọi người ngửi sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, thế nhưng chắc chắn rồi, bám và tỏa mùi thì cũng sẽ bị ảnh hưởng một cách khá là nhiều đó. Thế nhưng đấy là một cách xịt. Và đối với mình, cái phương pháp xịt xong và trà sát vùng đã xịt cũng là một cách xịt. Có nghĩa là đây là một cách làm không hề sai, mà chỉ đơn thuần đây là một cách xịt. Vậy cái cách xịt này nó sẽ giúp chúng ta trong những vấn đề gì? Cái thứ nhất, đó là khi chúng ta đi thẩm mùi, và đôi khi chúng ta không muốn để quá đợi mất nhiều thời gian trong cái việc đợi biến đổi các nốt hương. Thì bởi vì khi chúng ta trà sát thế này, có nghĩa là chúng ta đã dùng nhiệt độ để đẩy nhanh cái biến đổi mùi hương, và chúng ta có thể enjoy cái nốt dry down cuối cùng của nó nhanh hơn so với mức bình thường đó. Và cái thứ hai chúng ta cần phải nên lưu ý, chúng ta trà sát là trà với cái mức độ sử dụng nước hoa đó, chứ không phải cái kiểu là như thế này đó, mà chúng ta chỉ nên như thế này, ở một mức độ gọi là đủ vừa để tác động đến mùi hương nước hoa, chứ không phải là gọi là như kiểu là công trình khoa học chứng minh một cái điều gì đó bằng mọi giá, thì không phải. Bởi vì với những cái nốt mùi như citrus, green hoặc là một những cái chai floral nhẹ nhàng chẳng hạn, mà chúng ta gọi là miệt mài trà sát, thì chắc chắn không một mùi hương nào có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng khi chúng ta ý thức được là ok, bây giờ mình xịt chai này và mình muốn có một cái trải nghiệm nó thật nhanh chẳng hạn, và mình muốn tác động đến, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng đó, để làm sao chúng ta enjoy được mùi hương. Cho nên nói tóm lại, đối với cá nhân quan điểm của mình, xịt nước hoa sau đó là chúng ta trà sát lại vùng đã xịt không ảnh hưởng đến mùi hương, không có một bất kỳ một tác động nào cả. Còn như mình đã nói, có thể là nó bám tỏa kém hơn, thì nó cũng giống như tất cả các cách xịt khác còn lại mà thôi. Có những cách xịt nước hoa bám rất tốt, nhưng có những cách xịt thì đôi khi nó chỉ là để mùi hương hài hòa hơn, và cái phần đời của nó có thể là sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không sao cả. Đấy không phải là một vấn đề quá quan trọng. Ok. Và mình cũng xin chia sẻ thêm với các anh em, đây là những kiến thức mình đã được đọc từ những top blogger thuộc dạng tốt nhất trên thế giới hiện nay. Do đó nếu như các anh em có bất kỳ một thắc mắc nào với mình về vấn đề này, thì mình hoàn toàn sẽ share lại cho các anh em những bài viết, những video về vấn đề này. Đó, ok. Thì vừa xong video của mình chia sẻ lấy anh em top 6 những hiểu lầm đối với các anh em khi mới mua một chai nước hoa. Mình rất hy vọng cái video này có thể giúp đỡ cho anh em một phần nào đó. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.